Tem SPCN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPCN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Minh Phong xin kính chào quý khán giả của kênh SPCN. Kính thưa quý vị, Minh Phong đã có mặt tại khu buôn bán và sinh hoạt của cộng đồng người Việt tại thành phố Houston trên con đường đại lộ Bel Air. Và ngày hôm nay, với cái bảng quảng cáo trên đó ghi cái thông điệp Black Lives Matter cũng như một hàng chữ tiếng Việt ngừng kỳ thị chủng tộc và kế bên là Stop Racism thì đã gây rất là nhiều xôn xao trong cộng đồng người Việt đang sinh sống tại đây. Và ngày hôm nay chúng tôi có phần phóng sự ngắn, xin mời quý vị theo dõi về sự phản ứng, những cái ý kiến của những cư dân đang sinh sống tại đây. Tại vì Mai Hoa không có cầm cái thông báo đây để nói rõ cho quý vị, nhưng mà cái ý của hội đồng đại diện cộng đồng là chỉ muốn là làm một cái diễn đàn, gọi là diễn đàn tự do đó, tức là ý kiến của hai bên. Cộng đồng không có đứng về một bên nào hết. Mình thấy là vì cái tấm bảng này mà làm cho cộng đồng mình nó xào xáo, tự dưng người Việt với người Việt đã chia ra làm hai phe, thì cái điều đó nó không có hay tí nào hết. Thành ra mình chỉ muốn làm một cái gì đó để cho nó hài hòa cả hai bên vậy thôi, chứ hoàn toàn là không có ý tổ chức một cái buổi biểu tình, hoàn toàn không. So I'm here to kind of support the sign because I'm Vietnamese American myself and em cũng là người Việt Nam. Nhưng mà trong cộng đồng Việt Nam thì it's not one monoculture. It's not a monoculture. So I'm here to represent the opposite position and supporting the sign because as far as I know, when I first came to the United States, there's only been one voice in the United States for Vietnamese American community. And there's so much anger right now, and I'm just here to support the message. Cái riêng về cô là coi như là họ biết cái chữ người, cô đọc được chữ người Việt là ngưng kỳ thị, mà người Việt mình đâu có kỳ thị ai đâu. Người Việt mình không kỳ thị ai mà tại sao viết cái bảng lên như vậy, thành được mọi người để đến đây để mà muốn nói lên là đồng bào không có kỳ thị ai hết. Ai cũng là người mình, ai cũng đến đây để mà lo làm ăn chứ không có ai kỳ thị mà để đi đến cái chuyện mà giống như ở bên New York hoặc nơi để cho họ đánh phá đập tiệm đập tùng của người ta thôi. Chúng tôi cũng muốn tỏ cái thái độ của mình là không ủng hộ cái bảng mà ngừng kỳ thị chủng tộc ở đây. Vì theo chúng tôi đó thì cái cộng đồng Việt Nam nếu mà nói thì chúng tôi không có kỳ thị ai hết, thì đáng nhẽ ra nếu mà anh Lê Hoàng Nguyên anh có muốn đăng lên trên này đó thì đáng nhẽ là phải là All Lives Matter chứ không phải là chỉ có là Black Lives Matter. Mà nếu mà nói như vậy, nhất là khi mà treo ở trên cái cộng đồng ở trong khu cộng đồng Việt Nam đó thì vô hình chung đó là có thể là những cái người khác họ hiểu lầm, có nghĩa là cộng đồng Việt Nam là những cái người kỳ thị, thì cái đó là cái sai lầm. Và chúng tôi cũng muốn phát biểu cái ý kiến là chúng tôi chống đó là như vậy. Cái này là một cái hiệu bực vỏ và đã lớn lên, đã qua đây cùng với gia đình từ năm 1975 và đã lớn lên trong cái xã hội này, và cũng trong những cái cuộc hành trình những năm vừa qua thì không thể nào mà hiệu bực vỏ không có những cái bị những cái discrimination against cái về cái chủng tộc của Hiệp Bực Võ. Thành ra Hiệp Bực Võ hôm nay có mặt ở đây để mà support chống lại những cái hình thức hay là những cái việc mà discrimination với lại những người minorities, những cái cộng đồng minorities khác nhau. Và thưa quý đồng hương, đây là một cái việc mà phải làm, và chúng ta là những cái cộng đồng thiểu số phải đứng chung với nhau để mà chống lại cái discrimination. Hôm nay là cái thế kỷ 21 và chúng ta phải hiểu rằng cái những cái hành động mà discrimination phải để trong lịch sử, chứ không có còn phải mà đem ra để, tại cái xứ này là một cái xứ rất là bình đẳng, mọi người đều có quyền tự do khác nhau, và chính của cái hiến pháp của Hoa Kỳ đã cho chúng ta những cái quyền đó. Black Lives Matter không phải là chỉ là Black Lives, cái này thành một cái ngôn từ, cái cách nói đó là những cái minority communities, những cái minority life đó phải được chú trọng tới, chứ không phải là Black Lives. Cái movement Black Lives là mới đầu dựng ra, nhưng mà cái movement này đã được nhiều cái cộng đồng bạn
thiểu số khác, tất cả hầu như tất cả cộng đồng bạn, phần đông tất cả các cộng đồng bạn khác đều support cái slogan này, cái bảng này. Thành ra chúng ta Hiếu Bộc Võ là cá nhân cũng support cái chống cái kỳ thị chủng tộc. Dạ thưa quý đồng hương. I'm here to just show solidarity with the folks that had put up the billboard. I know that they were facing some backlash for it. But I'm just here to show solidarity with the message of Black Lives Matter. Just here to show up with some other Houstonians to just say that Black Lives Matter. Yes, I just am also here to stand with the black folks in the community to let them know that their lives do matter. And nhưng mà đối với cái bảng này đó, tôi muốn nói lên đây là tôi nói cái người để cái bảng này á không có đúng, lợi dụng người Việt Nam chúng tôi để cái chữ là ngưng kỳ thị chủng tộc. Nếu như anh ta gắn cái bảng này lên giống như những cái sai gắn các nơi trên nước Mỹ của Black Lives Matter thì tôi không bao giờ lại lên tiếng. Tại vì anywhere là giống nhau, mà tại sao anh ta đem xuống đây anh ta dùng chữ đỏ, dùng cái nền vàng nói lên lá cờ của Việt Nam chúng ta và nói lên cái đó là cái nó tượng trưng cho người Việt chúng ta, ý đồ gì? Tôi muốn hỏi anh ta ý đồ gì? Anh làm gì anh có hỏi qua hết tất cả mọi người, anh có hỏi tham khảo hết tất cả các cộng đồng ở đây hay không? Những cơ sở thương mại và anh có hỏi những hội đoàn, những chú bác lớn ở đây hay không mà khi anh đưa cái bản lên? Cái đó không đúng. Anh làm vậy anh tạo cái mâu thuẫn. Thứ nhất là trong cộng đồng cũng có nhiều phe phái. Rồi là anh tạo mâu thuẫn những cái sắc tộc khác. Người ta nhìn ta tưởng là người Việt Nam chúng tôi ủng hộ. Chúng tôi không ủng hộ ai hết. Chúng tôi chỉ ủng hộ lẽ phải, chứ tôi không ủng hộ một phe đảng nào hết. Chứ mình không có thể nào mà mình theo đảng nào, có đó quyền tự do mọi người, nhưng mà mình không thể nào vì một lý do gì đó mà mình làm những cái chuyện để mà ảnh hưởng tới người khác. Anh ta đưa Việt Nam mình vô vào cái thế này, thứ nhất mình không muốn bạo động, mình không muốn biểu tình, mình không muốn gì hết, thì anh ta để nên anh tạo cho những người Việt người ta bức xúc, người ta bực bội. Có những người Việt Nam mình có họ bị thành kiến là tại vì sao họ có thân nhân bị chết, bị bắn do những người Mỹ đen cướp bóc bắn chết họ, thì họ có quyền cái lòng căm hận. Người ta có quyền căm hận thì người ta cũng có, tại vì anh chưa chảy máu, anh chưa biết đau, người ta có người thân mất mát, người ta phải đau. Tôi không đồng ý. Không? Đó là nó làm tạo cho cái sự mâu thuẫn của người Việt Nam chúng ta. Chúng tôi chỉ muốn sự bình yên. Không? Vậy thôi. Cảm ơn chị nhiều lắm. Yes. Muốn cho biết, như hôm nay có truyền thông báo chí của Mỹ, mình cộng đồng phải đứng ra cho họ biết là lý do nào mà chúng ta đứng lên tổ chức. Lý do là chúng ta muốn giải hòa cả hai bên, chúng ta cũng không chống và chúng tôi cũng không thuận, tại vì chúng tôi là hội đồng đại diện cộng đồng, chúng tôi đại diện cho cả hai, cả những người mà thích cộng hòa, những người mà thích dân chủ, tất cả mọi người đều là thành viên của cộng đồng. Bởi vậy chúng tôi phải protect họ. Thì đây đúng, cái này là ai cũng công nhận, đây là tự do ngôn luận và được bảo vệ bởi First Amendment rất là quan trọng từ xưa đến nay, kính thưa quý vị. Bởi vậy chúng tôi không chống, chúng tôi ủng hộ những người đứng lên nói những lời mà họ nói. Tất nhiên là we promote First Amendment. Quỳnh Phong xin cảm ơn quý vị đã theo dõi phần phóng sự ngắn ngày hôm nay. Quỳnh Phong, chương trình từ Houston, Texas. Xin kính chào quý vị. Tem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có $9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.